Đó là một đoạn chúng ta vừa mới xem ở trên kênh Bầu Tĩnh Vlog, được cập nhật thường xuyên chuyến đi VinFast VF8 vòng quanh nước Mỹ. Giờ đây thì mọi người sẽ được thỏa mãn nhìn thấy những khuôn mặt người hùng đang đi lòng vòng nước Mỹ. Họ là những ai và họ đang ở đâu? Bây giờ chúng ta không thể đợi hơn nữa. Xin chào mọi người. Mọi người có nghe rõ hay không ạ? À? Dạ, nghe rõ chị ạ. Ồ, tốt lắm, nghe rõ rồi. Hình như là cái phone của một bạn nào đó che hết một khúc phía bên trái rồi. Nhích cái phone đó ra một tí được không? Đó. Đó. Được rồi đó. Rồi, anh Andrew cho một lời chào tới những người gọi là du mục vòng quanh nước Mỹ. Xin chào tất cả quý anh chị em là những người du mục bằng pin. Bây giờ mình không thể nào nói là du mục bằng gas được, không là du mục bằng pin, không du mục bằng lạc đà nữa. Những người du mục bằng pin từ trường quay của phố Wall Street TV ở không khí khá là ấm áp và đồ ăn phở và cá nướng rất giòn. Các bạn đang ở đâu vậy ạ? Xin cho quý khán thính giả của phố Wall Street cùng được biết. Và cũng giới thiệu từ trái sang phải, từ phải sang trái là những bạn nào đang ở đó. Âm thanh nhỏ quá anh. Vâng, cái tiếng của bên anh Andrew có vẻ bên anh Lân có vẻ hơi nhỏ. Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình phố Bosa TV. Hiện tại thì em đang ở Seattle, vừa mới tới đây xong. Và đây là chị Chi, đây là anh Lâm, là hai vợ chồng. Chị Chi là chủ nhân của chiếc xe VinFast VF8 màu cam ở đằng sau lưng. Còn bên cạnh đó là chị Hậu, xinh gái và bạn của vợ chồng nhà anh Lâm, chị Chi, còn là người mà đã đi cùng với tất cả, đi cùng nhau từ quận Cam lên đến Seattle. Và hôm nay là ngày thứ 8, thì mọi người đã đi được khoảng, và bước sang ngày thứ 9 rồi, thì mọi người đã đi được khoảng 2.000 dặm rồi. Thì cập nhật qua tình hình cho anh Lân và anh Andrew nắm được như vậy ạ. Cái microphone của Thịnh có lúc thì nó nghe rõ, lúc thì nó nghe không rõ, có thể là lúc mà quay qua quay lại như thế nào đó. Cái microphone nó em đang dùng tai nghe AirPods. Nếu mà không nghe được anh có gì anh cứ nói cho em biết ạ. Ừ, có lúc nghe rõ, lúc không nhá. Như vậy thì hiện nay là đang ở đâu mà trời lạnh như thế nào mà mọi người đang đóng bộ có vẻ hơi bị dày đó nha. Hiện tại thì đang ở Seattle và nhiệt độ ngoài trời nó đang khoảng 12 độ C thì cũng khá là lạnh. Là bao nhiêu độ bao nhiêu độ F? 53 độ F anh. 53 độ F. 40 độ F. Lạnh rồi. Dạ. Dạ. Tại vì gió wind chill nó làm lạnh lắm. Anh Andrew. Các bạn cho hỏi rằng là hiện bây giờ đó thì người thì mình nhìn thấy tư tỉnh rồi đó. Nhưng mà tôi muốn quan tâm đến chiếc xe. Không biết là chiếc xe nó đã như thế nào, Thịnh có thể cho biết tình hình một chút xíu về hai chiếc xe VinFast được không ạ? Trước khi mà nói cho biết là cái xe nó như thế nào thì có thể là lược là một cách tóm tắt là chiếc xe nó đã cũng như là xe và người đã đi qua một cái hành trình 9 ngày hả? 9 ngày qua. Một cách tóm tắt nó như thế nào thật là nhanh. 9 ngày trôi qua. Chị nói đi. Chị cập nhật tình hình cho mọi người. Dạ thì em xin chào quý khán giả của phố Bosa TV. Hai vợ chồng em trong suốt cuộc hành trình 9 ngày vừa qua thì hiện tại thì tụi em đang đứng tại thành phố Seattle, gần airport, gần sân bay. Thì để một chút xíu nữa là bạn em sẽ bay tới. Thì họ xem trên YouTube thì họ thấy là chúng em đi chơi vui quá, họ muốn tháp tùng bay từ OC tới Seattle. Vậy là đoàn không phải là càng ngày càng giảm. Dạ. Mà là đoàn càng ngày càng đông hả? Dạ, lúc đầu thì tụi em đi có 4 người, thì hôm qua thì có thêm một người bạn nữa tháp tùng là 5 người. Bây giờ hôm nay thì có thêm 2 người nữa là 7 người. Thì ngày mai chúng em sẽ đi vòng quanh Seattle và dự định này là thì ngoài luồng thôi, thì tụi em sẽ đi lái xe qua Canada, thành phố Vancouver để em giao lưu với anh Phi Đông ạ.
Trả lời cái câu hỏi của anh Andrew đấy. Anh Andrew hỏi là lộ trình mọi người đi như nào thì em xin trả lời. Mọi người có nghe rõ em nói không ạ? Nghe cũng không được rõ như là chị Chi đó nha. Vâng, được rồi, thế thì em sẽ nói cho to hơn. Đầu tiên thì từ quận Cam cả đoàn đi đến thành phố Bishop, và từ thành phố Bishop là đi tiếp đến Lake Tahoe. Từ Lake Tahoe chạy xuống Sacramento, chạy lên thành phố Redding. Xong là từ Redding của em đi ra phía biển, sát ở phía thành phố Eureka, và chạy dọc cái đường biển, đường 101, chạy dọc bờ biển đó, chạy lên đến Oregon và thành phố Portland. Và khi mà đến thành phố Portland thì em chơi đấy một ngày, sau đó là chạy lên Seattle. Đấy là cái lịch trình của bọn em chạy như vậy, và quãng đường đã đi được khoảng tầm 2.000 dặm, là khoảng tầm 3.200 km. Vâng, thế thì quay trở lại câu hỏi của anh Andrew, với đoạn đường đã đi qua như vậy thì bây giờ người thì còn nguyên đó, còn xe thì còn không? Xe vẫn còn y nguyên. Đây, đây, xin mời mọi người xem. Xe vẫn còn nguyên vẹn nha. Xe vẫn chạy tốt, coi như là em bảo mỗi ngày ra lao chùi cho em nó. Chẳng những là mình phải cho nó sáng sủa, cho nó đẹp, phải bóng lưỡng phải không? Khán giả thấy xe vẫn sáng người. Cô này có vẻ gọi là take care cái xe rất là kỹ, lo xe rất kỹ, đi dạ, đi đường xa dặm trường như vậy mà gọi là xe không có dính bụi. Chị là... Chi buổi sáng sớm lúc nào diễn ra chị lau xe cho sạch nhưng mà xin hỏi là các bạn đi trên đường như vậy thì có buồn ngủ hay không, và ăn uống có đầy đủ hay không? Andrew có theo dõi các bạn thấy là có nấu ăn dọc đường, nhưng mà điều đó không có nghĩa là các bạn đã được có một cái đó là đủ. Xin cập nhật thêm về tình hình thức ăn cũng như là chỗ ngủ. Em thấy chắc là mọi người trong đây ai cũng béo khỏe lên, không béo khỏe lên. Anh Andrew, tại vì khán giả bên kênh của em nói em là bữa nay là em tròn lên, là chứng tỏ là bầu Thịnh là coi như take care cho mấy em là rất là tốt. Coi như đây là nấu ăn, hôm nay nấu ăn rất là ngon luôn. Vào rừng nấu ăn thì vào rừng nấu ăn. Thịt kho trứng, rồi cơm chiên, rồi cà pháo mắm tôm, rồi coi như là đầy đủ những món ăn Việt Nam của mình. Còn tối hôm qua thì tụi em vô nhà hàng ăn lobster. Có luôn. Đó, mà có luôn, coi như steak lobster là đầy đủ, như là tụi em không thiếu gì hết. Anh nhớ bao gạo của anh. Rồi, với cũng em cảm ơn anh Andrew là tặng cho chúng em, tài trợ cho chúng em bao gạo, gạo rất là ngon. Gạo ST25 nhé, rất là ngon. Ngon, rất là ngon. Như vậy có lẽ là trong tương lai thì phố Bonsai TV sẽ tiếp tục gửi lên cho các bạn từng trạm, nếu mà các bạn đến đâu cho chúng tôi biết trước để chúng tôi có thể gửi trước gạo để đón đường các bạn. Ăn chế thôi, như 20 bao chắc em đi cả tháng ăn hết ạ, không cần gửi ạ. 20 gạo ăn chở theo gạo mà lại toàn chở theo gạo mà toàn đi ăn lobster không, mà thành ra là gạo cũng còn nguyên. Không phải đổi món anh ạ, cũng phải chạy đổi món nào. Nhiều khi chạy nguyên chuyến về cũng còn nguyên thùng gạo. Thế thì trong suốt cái đoạn đường như vậy thì mọi người có thể chia sẻ là vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất đó là làm sao mà sạc được cái xe để mà nó đi thường xuyên như vậy. Sạc mỗi ngày hay là mỗi ngày mấy lần, hay là mấy ngày mới sạc một lần, mà sạc nó có cái vấn đề gì hay không, sạc ở đâu vân vân. Mọi người kể một cách chi tiết về cái vấn đề sạc. Em sẽ kể chi tiết về các cái quá trình sạc pin. Ngoại trừ cái trạm đầu tiên ở gần Oxy thì cả đoàn vào đấy thì phải xếp hàng đợi mất khoảng tầm 30 phút khoảng 30 phút thì mới được sạc, tại vì là có 4 trạm thì 1 trạm hỏng và 3 trạm còn lại đã có xe nó sạc rồi. Còn lại là gần như là tất cả các trạm khác trên đường đi bọn em vào là sạc được ngay, không phải đợi 1 phút giây nào cả. Và cái là sạc được ngay, và chỉ sạc khoảng tầm đều là chạm sạc nhanh. Mình chỉ sạc khoảng 1 tiếng. Tức là nếu mà hết pin thì sạc 1 tiếng. Còn nếu mà trong trường hợp pin còn nhiều thì sạc khoảng 15-20 phút. Như hôm nay em sạc có 15 phút em đi tiếp. Thì rất là thuận tiện và hoàn toàn free.
không mất một xu nào luôn anh ạ. Thì rất là thấy rất là thoải mái thôi, đi không gặp trở ngại gì về cái vấn đề sạc. Và em sạc khoảng tầm chắc em có ghi chi tiết đầy đủ cái quãng đường Odo khi em bắt đầu sạc, khi mà sạc mất bao nhiêu lâu và sạc từ bao nhiêu phần trăm lên, công suất sạc bao nhiêu em có ghi hết, cho nên là em sẽ có thể em sẽ chia sẻ cái đó với mọi người sau. Và sạc khoảng chắc tầm khoảng 10 lần, hơn 10 lần gì đấy, thì em sẽ kiểm tra lại số lượng số lần là sạc. Nói chung là hoàn toàn thuận lợi, không có cái vấn đề trở ngại gì ạ. Thịnh nói là sạc không tốn đồng nào cả, nghĩa là làm sao? Cái chuyện này hơi khó hiểu. Hiện tại là đang được xe VinFast đang được free sạc 1 năm hoặc là 3.500 kW, thì bọn em đến đâu sạc thì cũng đều không phải trả tiền, tại vì là VinFast free tiền sạc 1 năm cho khách hàng mà. Và chiếc của Thịnh thì được biết là mới lấy, cho nên cái thời gian còn sạc miễn phí còn rất là lâu dài. Vâng, xe của chị Chi cũng vậy thôi. Xe của chị là còn bao nhiêu sạc free còn mấy tháng nữa. Nói chung là đi hết chuyến này thì khả năng hết cái chuyến này thì khả năng là cái xe free sạc nó sẽ hết. Thậm chí có thể thiếu một chút, nhưng mà đến hiện tại vẫn là đang free. Có bất cứ một cái lúc nào mà đi tìm cái chạm sạc mà nó bị vất vả, mà nó tới cái lúc mà mình gần cạn pin mà rất là hồi hộp mà chưa tìm ra hay không? Không có. Em cũng muốn chia sẻ là lúc mà tới một chạm sạc pin trên đường mình đi Seattle vậy. Thì cái chạm sạc pin đó thì tới coi như là có 6 chạm sạc pin mà đóng bằng nhện luôn, là chứng tỏ là không có ai sử dụng nhện chăng ở tổng sạc luôn đấy ạ. Tức là không, gần như là nên các bạn phía Bắc này có vẻ như ít xe điện sử dụng á, cho nên là mình vào cái là sạc được ngay, mà công suất chạm sạc rất là nhà, rất là cao luôn, toàn sạc chạm 350 kW. Cái mật độ của các chạm sạc đó thì nó có gần nhau không hay là phải chạy rất xa? Nếu mà ở các cái thành phố lớn thì rất là gần, chạm sạc rất là nhiều. Nó em nghĩ là khoảng tầm 5 đến 10 mai là có một chạm sạc. Còn trên highway á, trên freeway mình chạy thì khoảng tầm 50 mai. Có 10 hoặc có thể 100 mai. Tóm lại là trong cái tầm của mình hết ạ. Trong cái tầm chạy của xe hết. Hoặc là buổi tối nếu mà nghỉ ở các rest stop thì thường là mỗi rest stop nó sẽ có một cái chạm sạc free, mình không phải mất đồng nào, không mất tiền. Mấy cái chỗ mà chạm nghỉ cũng có đó, chạm sạc luôn. Đúng rồi, nhưng mà chạm đấy là chạm free ạ. Chạm đấy thì tức là mình hiểu là VinFast đang free tiền sạc cho mình, nhưng VinFast phải trả tiền sạc cho một hãng thứ ba. Nhưng mà ở các cái trạm mà rest stop là free hoàn toàn thì VinFast cũng không phải trả tiền cho cái đối tác của người ta. Mà mấy cái chạm sạc ở mấy cái chạm nghỉ đó là nó miễn phí, nhưng mà nó có được nhanh như là những cái chạm bình thường hay không? Nó chậm hơn chạm sạc của Electric Five một chút, tức là nói chung là đáp ứng được anh ạ. Anh chỉ sạc khoảng như bọn em là dừng sạc, dừng ăn uống ngủ nghỉ, thì nếu cắm qua đêm thì chỉ cắm khoảng 3 tiếng là đầy pin. Không đến khoảng tiếng rưỡi, tiếng rưỡi đến 2 tiếng là đầy pin. Công suất là 50 kW. Bọn em chia nha, công suất 50 kW. Mà thật ra thì cái lúc mà ở chạm nghỉ thì lúc đó mà xe mình cũng nghỉ được thời gian dài mà. Vâng, đấy thì những lúc đấy thì rất thoải mái thôi, mà gần như không phải tranh cướp với ai cả, vì toàn mỗi xe mình vào sạc. Ngay cả bọn em lên Lake Tahoe cũng là cái thành phố, là cái khu du lịch rất là nổi tiếng và nhiều xe cộ qua lại, nhưng mà xe điện cũng rất là ít thôi, vào mình cũng được sạc ngay, không phải đợi. Cho tới nay thì nếu mà tính ra là cái đoạn đường mà mọi người chạy mà gọi là không ngừng nghỉ lâu nhất là bao lâu? Có đoạn đường chạy liên tục mà mình không nghỉ là khoảng bao lâu anh ạ? 170 dặm là 150-170 dặm thì đó. Khoảng chừng nửa ngày, 4-5 tiếng không? 3 tiếng. Không, chỉ khoảng 3 tiếng thôi. 3 tiếng thôi hả? Có cái đoạn chạy từ Lake Tahoe xuống qua Sacramento đến Redis thì chắc khoảng tầm 4 tiếng á, chạy 4 tiếng liên tục không nghỉ. Vậy thì không thể không hỏi cái câu này. Đó là cái công năng, gọi là công năng sử dụng ADAS mọi người đã có được tận dụng trong cái chuyến đi nào? Và nó như thế nào? Em sử dụng thường xuyên đó, chị Chi sao? Nếu mà không có ADAS thì em không có thể nào coi như lái được, giống như cái hành trình hôm nay là đã đi được 9 ngày. Thì khi mà chạy ADAS thì em mới thấy được là cái công dụng của xe điện ADAS nó thật là tuyệt vời. Mình không có mệt,
coi như mình chỉ bấm ADAS rồi mình có thể mình ngắm cảnh, mình có thể em có thể quay những cái đoạn video nhỏ Anh nhìn rất cái là đoạn video, anh cái đoạn video anh đang 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 chiếu cho mọi người đấy. Anh nhìn cái đoạn quay flycam đấy, là em tự quay và đặt ngồi trong xe ADAS và cái này là em ngồi em ngồi trong xe nhưng anh Lâm lái để em quay flycam, nhưng mà hoàn toàn có thể ngồi trong xe lái và xử làm việc khác được, nhưng mà tất nhiên dạ. làm đấy nó sẽ không an toàn, em không làm. Nhưng mà cái việc sử dụng ADAS nó rất là thuận tiện, và em sử dụng khoảng tầm 90% thời gian lái trên đường, em được dùng đến 90%. Nãy giờ anh Lân hỏi quá à. Bây giờ đến phiên Andrew hỏi nha. Trước Rồi khi Andrew, chúng ta sẽ mà chắc Andrew phải hỏi hai cái vị mà chưa có nói nãy giờ đó, anh đúng Lâm với lại cái bạn kia đó nha, phải trả lời nha. vậy là giờ em gửi cái mic này qua hai bạn này, Rồi. Ok. anh nghe cái mic thì mới nói À. chuyện được. À, Anh nói hàng gì chi. Em hỏi anh Lâm là anh Lâm cũng là một trong những tay lái chính của chiếc xe màu cam. Hôm nay Andrew thấy anh Lâm có vẻ là thiếu ngủ rồi đó. Anh Lâm có cảm thấy vậy không? Để thiếu ngủ thì không liên quan đến vấn đề mà cái xe, mà thiếu ngủ vấn đề là tại vì upload Làm video. video tại vì nguyên một ngày mình đi chơi rồi mình quay phim, thì lúc mà lái xe á thì mình đâu có làm được cái gì đâu. Quay phim lúc khi mà chi thì lúc nào chi lái xe á, thì mình edit quay video hoặc là edit video rồi đến 10 11 giờ đêm, thường thường là 10 11 giờ đêm thì mới đến chỗ nghỉ, thì lúc đó mới bắt đầu là upload video lên, rồi ngủ khoảng lúc thường thường khoảng 1 giờ đêm mới ngủ, rồi sáng 5 6 giờ sáng, 5 6 giờ sáng dậy rồi tiếp tục trả lời bình luận của khán giả, rồi upload video đại khái đó, thì thiếu ngủ. Xong 10 giờ sáng mới bắt đầu dậy đi chơi hết ban ngày, rồi mới tối mới chiều tối mới bắt đầu chạy tiếp ấy. Nó bảo là chạy ban ngày. Như vậy là có thể nói rằng là chạy xe là chuyện nhỏ mà làm video mới là cực, phải không? Mọi người thấy là Đúng rồi, khi mà chỉnh xem sửa video rồi quay video, chỉnh sửa video, upload video mới cái đó. Còn nhưng lái mà xe thì hoàn toàn rất là thoải mái, không có mệt gì hết. Lúc trước á mình đi đi chơi xa là mình sợ lái xe lắm, đi xe xăng á rất là sợ lái xe. Thường là mình ngồi 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 bên tài tài xế không à, chạy mình làm tour guide không à, không hầu như là không có lái xe. Mà lần này mình đi chưa, không ngờ mình là có thể mình lái cái đoạn đường mà 2.000 dặm liên tục trong 9 ngày. Nếu mà không có cái chế độ mà ADAS, hệ thống ADAS thì mình sẽ không có thể nào làm được chuyện đó. Thật là tuyệt vời nha, hệ thống ADAS nó giúp cho người lái xe mà vừa an toàn mà vừa không có mệt mỏi. Tại vì không, mình không cần phải tay lái mình phải bẻ tới lui chân, mình không không cần phải đập ga tập thắng, tất cả đều tự động, hai tay mình chỉ để nhẹ lên cái vô lăng thôi. Tuyệt vời. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Xin hỏi bạn Hậu là hôm bữa giờ đi chung với lại đoàn đó, thì bạn Hậu sợ gì nhất và đã gặp gấu chưa? Em thì em cũng em thì không có sợ gấu, mà hình như gấu nó ra đó chứ, nhưng mà nó không ra chạy ra. Cuộc hành trình thì em cũng có những cái sự lo sợ là không biết như thế nào. Lần đầu tiên em cũng đi một đoạn đường xa như vậy đó, thì em cũng không chưa có quyết định được, cho đến tối thứ sáu thì em mới quyết định. Em nói không, cái này là một nhiều khi không có lại lần thứ hai đó, đi chung với bạn Thịnh mà đi vòng qua nước Mỹ như vậy là cũng chưa, thì bạn nó tới gia đồng với em. Thì em thấy suốt cuộc đường đi là có nhiều cái học hỏi rất là nhiều, và có những cái mình tưởng rất là vui xảy ra, có những mình tưởng sao mình không vượt qua được mọi người mà cuối cùng qua được, giống như có những lúc mà mình chưa kiếm được hotel rồi lại là ngủ vô đóng xe ngủ rồi ngủ. Nói chung là tụi em dùng cái từ là ăn bụi ngủ bụi tắm bụi luôn, có tắm nữa, rất là vui, trải nghiệm rất là hay anh. Có thể là trong đời không thể nào có thể là như tại như thế này. Quay trở lại với cảm ơn Hậu, quay trở lại với bạn Thịnh. Có lần nào Thịnh phải tính gọi cho VinFast hỗ trợ không? Xin lỗi anh, đặt lại câu hỏi cho em được không ạ? Có lần nào trong suốt chuyến đi 2.000 dặm vừa qua Thịnh đã gọi cho bên VinFast để xin hỗ trợ không? Em có một lần nó có một cái nó hiện báo một cái lỗi, thì em có gọi điện hỏi VinFast. Thực ra cái này thì em đã từng gặp rồi, nên là ở Việt Nam em từng gặp rồi, nên cái việc đấy các bạn bên VinFast chưa kịp chuyển cho bộ phận kỹ thuật hỗ trợ thì em tự xử lý được, nên là không cần ạ, coi như là không cần. À,
Có nghĩa là bên em thì đã xe của chị anh chị thì chưa bị ạ. Dạ. À, vậy là chiếc xe đó, đó là lỗi gì Thịnh có thể cụ thể không? À, nó báo cái lỗi về cái gì nhỉ? Cái hệ thống cảnh báo va chạm nó sớm á. Cái thì à ok. Cái radar. À, có một lần nữa. Collision. Có một lần nữa là nó bị cái lỗi nó có hai cái cảm biến điểm mù trên gương á thì à. Nó bị nó cứ sáng hoài mà nó không tắt thì thực ra cái lỗi đấy thì không em biết là chỉ cần tắt máy đi dừng lại tắt máy start sẽ lại xe là được nhưng mà lúc ấy là đang đi từ Lake Tahoe xuống đến Sacramento thì nó là một quãng đường dài liên tục mà đường rất là hẹp xuống dốc liên tục nên là em không dừng lại em cứ để thế em chạy vậy để đến về đến tận trạm sạc em mới dừng em tắt máy và chạy lại thì thôi ok không vấn đề gì cả. Có một cái nữa là xe của em bị hỏng mất cái cổng USB cổng sạc nhanh nhé cổng Type C ở giữa hai cái cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau á tại vì là do em để nhiều đồ quá thì em cắm sạc xong nó rơi đồ vào nó làm gãy mất cái chân Type C đó rồi thì nó không bây giờ là nó không hoạt động được nữa thì chắc là sau chuyến đi này về em sẽ đem xuống xưởng dịch vụ của VinFast để chắc phải thay lại cái cổng đấy. À, cảm ơn Thịnh đã cho biết rất là thật tâm về những gì đang xảy ra. Thế thì từ lúc em tuyên bố sẽ có cái hành trình này đi cho đến bây giờ thì em có nhận được sự khích lệ hoặc chúc mừng nào từ chính hãng xe VinFast chúc cho hành trình thượng lộ bình an hay không? Thứ nhất là em đầu tiên là em gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ cho em đang dán trên xe. Thứ nhất là dầu vàng Longevity của Lanogai. Thứ hai là shop hoa yêu thương. Thứ ba là thương hiệu gạt mưa Hainer. Thứ tư là anh Andrew Lê Office. Thứ năm là anh Lân phố Bosa. Đó thì hiện giờ thì em mới chỉ nhận được các cái đơn vị tài trợ hỗ trợ là như vậy thôi và em chưa hề nhận bất kỳ một cái sự hỗ trợ gì của công ty VinFast ạ. Nhưng mà ít ra thì cũng có một lời chúc mừng nào hay là có cái sự gọi là quan tâm đến hành trình của em hay không? Anh thấy là báo chí ở Việt Nam là đăng tin của em hơi bị nhiều rồi đấy. Nhưng mà anh chưa thấy cái đấy thì chính thức của VinFast đưa hình của chuyến đi của em. À, website chính thức của VinFast thì em cũng thấy có đăng một cái bài nói về chuyến đi rồi ạ. Website thì có nhưng mà về chính thức của công ty VinFast thì chưa có một cái động thái tài trợ hay cái gì đâu. Bởi vì em này là chuyến đi này hoàn toàn em là tự phát ra bọn em tự tổ chức thôi. Còn lại là mọi thứ thì chưa có gì ạ. Các bạn ấy hôm trước cũng có một bạn bên VinFast liên hệ để hỏi xem em cần hỗ trợ cái gì trên đấy thì trên đường đi cái thứ lọ kia thì về kỹ thuật thôi. Với lại cũng có xin một số cái hình ảnh của em để mà truyền thông, còn lại thì chưa có gì ạ. Vâng, cảm ơn em. Vâng. Hồi nãy khi mà em cũng như Chi nói về cái vấn đề là có một cái trạm sạc mà có đầy gián nhện ở trên đó. Vâng, có lẽ là nhận. Cái trạm sạc đó đã được cài đặt nhưng mà ít cái người sử dụng. Đúng rồi. Có thể là vì tâm lý của người Mỹ trong vấn đề di chuyển đường dài thì vẫn còn rất là mới mẻ trong thời gian này. Là những người phục thủ bằng xe điện đi đường xa, có thể Thịnh và các bạn đã đạt đến một cái kỷ lục mới và những chuyện chưa ai làm, đó là đi gọi là long distance ở Mỹ đó, long distance travel bằng xe điện. Thì là những người đầu tiên thì các bạn có những lời khuyên gì cho những người đi xe điện long distance? Ví dụ như trong mùa Thanksgiving sắp tới hay là Giáng sinh sắp tới khi rất nhiều người Hoa Kỳ sẽ di chuyển bằng xe và nhất là bây giờ xe điện thì khá phổ biến thì họ cần phải chuẩn bị những cái gì và trong trường hợp mà tới những cái trạm điện đó em có gặp những trạm điện nào là out of service chưa hay là có cái số hỗ trợ của những trạm đó một cách rất là thực tế? Xin cho biết. Dạ, nếu mà cái kinh nghiệm để mà cho mọi người đi road trip những cái chặng đường dài như vậy thì theo em thì ai mà đi bằng xe điện thì nên chuẩn bị sẵn một trước một cái plan làm sao cho thật chi tiết về các cái địa chỉ trạm sạc. Nếu mà đi dài thế thì việc mình sạc pin nó rất là quan trọng. Các cái điểm đến tiếp theo là cách cái chỗ hiện tại bao nhiêu km và ở đó là các trạm sạc đó công suất sạc của nó tối đa được bao nhiêu mình phải biết trước để mà mình chủ động khi mà mình sạc. Còn
cái đấy thì về cái kinh nghiệm của em thì là như vậy ạ. Những thông tin đó thì tìm được ở những trang web nào? Dạ, cái này thì em từ trước giờ em đi đâu em dùng Google Maps. Em thì cũng là một cái tài khoản của em cũng Google Maps Guide, nó cấp cũng cao đó. Thì khi đến đâu em cũng chia sẻ những cái hình ảnh, cái thông tin trên Google Maps, và ngược lại em cũng sử dụng cái Google Maps để em kiểm tra các thông tin. Tuy nhiên thì cũng có một số chạm sạc trên Google Maps không hiện, nhưng mà mở cái app của VinFast ra thì nó lại có. Thì mọi người cứ 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 tìm thử cả nhiều cái ứng dụng để mình tìm chạm sạc. Đó thì như Được anh lắm, vừa được hỏi lắm. thêm là anh vừa hỏi thêm em mấy câu gì về sau nhỉ? Em quên mất là Có gặp cái chạm sạc nào mà nó không có hoạt động không? à, vâng, cái trạm sạc out of service thì toàn bộ cả trạm thì không, nhưng mà trong cả trạm nó có nhiều cây, nhiều cái trụ sạc ấy, thì một hoặc hai trụ sạc nó bị lỗi không hoạt động là có. À. Nhưng mà mình cứ đổi cái nào mà nó vẫn còn tốt thì mình xài thôi đúng không? Đúng rồi ạ, cái trụ nào nó available thì mình dùng thôi, còn cái nào không out of service thì không dùng được ạ. Ok. Theo hỏi cái này hỏi Thịnh với lại Chi luôn nhé. Thì chuyến đi thì mới 9 ngày thôi nhưng mà cũng còn nhiều ngày nữa, nhưng mà cho tới nay rồi đó thì sau cái hành trình 9 ngày đó thì mọi người thấy được cái điều gì mà nếu mà không đi đó là sẽ không thấy được từ cái chuyến đi này. Cái này thì chắc để chị Chi chia sẻ ha. Thì sau 9 ngày cuộc hành trình thì tụi em á thì đi du lịch rất là nhiều, nhưng mà lần này á là cái cuộc trải nghiệm mà trong cuộc đời của em là không bao giờ có được. Mà có tiền mình để mình mua những cái điều này cũng không được. Tại vì những cái điều mà chưa bao giờ em làm qua, mà coi như những cái trải nghiệm không thể nào nói được. Thì cũng cảm ơn bạn Thịnh đã ghi lại những hình ảnh cho đã đốt lửa cho cuộc đi là thứ nhất, và thứ hai là bạn đã giống như lưu lại những hình ảnh rất là đẹp, chụp hình và flycam coi như là rất rất là đẹp luôn, cho nên là kỷ niệm này là không thể nào quên. Cảm ơn Thịnh nhiều. Không có gì ạ, đâu mà em cũng nghĩ là nếu mà không không tổ chức, nếu mà em không đi chuyến như này chắc cũng không có dịp lần thứ hai để đi, mà bây giờ mình đã tổ chức được đi như này rồi mình cũng sẽ không có lần nào khác mình quay lại mình đi được như này nữa. Thì cho nên là khi mà em nói với Thịnh á, là tại vì nếu vợ chồng em đi á, là vợ chồng em mỗi thành phố, mỗi tiểu bang mà mình tới đó là mình sẽ khám phá hết những địa danh ở đó, rồi xong rồi á, là em sẽ check out cái list. Cho nên là vậy thì tụi em mới đi chậm, như nếu mà 9 ngày thì tụi em đã đi xa hơn nhiều, nhưng mà tụi em là Vừa đi vừa vừa chơi đi vừa ạ. chơi, vừa chụp hình vừa quay phim, nhưng nói chung là relax enjoy chứ không có rush, không có vội vã, Quay không những việc cái gì cảnh mà rất là vội vã. đẹp cho khán giả xem, những cảnh rất là đẹp luôn nha. Đi chơi thành ra không có gì là gấp gáp cả. Vâng, đúng rồi ạ. Thế thì Thì em đây là 9 ngày đầu. Còn cái hành trình sắp tới của mọi người như thế nào? Được biết là Chi và Lâm thì cũng sẽ không có đi hết cái hành trình vòng quanh nước Mỹ, thì hành trình sắp tới sẽ như thế nào? Rồi lát nữa là Thịnh sẽ cũng cho biết cái hành trình trong những ngày tới. dạ thì hành trình sắp tới là ngày mai thì tụi em vẫn đi vòng quanh ở có thể đi vòng quanh ở Seattle, nhưng mà thứ tư thì tụi em sẽ lái xe qua Canada, Vancouver, thì có thể là ở đó chơi một đêm hoặc hai đêm, đó là tùy mình tới đó, rồi xong rồi mình về về lại Quay lại Mỹ Seattle. quay lại Seattle. Rồi thì lúc đó là em sẽ chia tay bạn Thịnh vào ngày thứ sáu, là em sẽ lái xe về lại Cali. Thì có những địa điểm giống như là Sacramento, San Francisco là tụi em bị miss qua vừa rồi, thì bây giờ em sẽ cố gắng em quay lại, giống như những lời hứa là em sẽ quay lại để quay những cảnh cho khán giả của kênh của em Chi Đẹp Cali coi, xem những hình ảnh về miền Bắc Cali, nét đẹp của miền Bắc Cali như thế nào. Đó là những điều mà em có thể đi được với bạn Thịnh, mà em cũng rất là muốn đi tiếp tục cuộc hành trình với bạn Thịnh, tiếp tục vòng quanh nước Mỹ thật sự luôn á, mà em phải công vì công việc của em phải quay về chứ em không có bỏ cuộc.
là ngay cả từ đầu là em đã nói là em tới Seattle em về, nhưng mà lần này em đi được qua Canada theo như là được cái đó này là bonus anh. Còn hành trình của em thì khi mà anh Lâm, chị Chi với chị Hậu quay về Nam Cali thì em sẽ đi một mình từ Seattle chạy qua các bang phía Bắc như là Montana, Bắc Dakota, rồi xuống những cái bang chạy sang bên New York, rồi tiếp tục hành trình như em đã lên kế hoạch. Hay lắm. Anh muốn hỏi một câu rất là chi tiết là hành trình này đó, nếu mà có đi với con nhỏ thì em nghĩ rằng có good idea không? Nếu có con nhỏ thì nên cho đi theo không? Nếu mà có con nhỏ thì theo em thì cũng không nên đi, tại vì là sợ là có con nhỏ thì sợ sức khỏe của các cháu không đảm bảo thôi. Chứ còn về cái ăn ngủ nghỉ thì em thấy là không có vấn đề gì ạ. Nhưng mà chỉ sợ là về sức khỏe các cháu đi đường dài các cháu không đáp ứng được. Ngoài ra thì quần áo của em đem á thì có đủ ấm cho em không, hay là nếu mà em có cần gì không cho anh biết? Dạ, rất là đủ ấm anh. Mọi thứ đến giờ thì vẫn chưa cần phải thêm cái gì đó. Mọi thứ em chuẩn bị cũng đầy đủ, và trước khi đi thì hôm đó em và anh cũng đã từng đi lên một số cái lên mấy cái shop để mua mấy cái đồ ấm, thì em thấy rất là ok. Đặc biệt là có cái bếp anh xúi em mua thấy thực sự hữu dụng. Không có cái đó thì mấy anh chị em chúng em ở đây không thể có những cái bữa ăn ngon như thế được ạ. Xin cảm ơn anh. Vâng. Mà cũng không lo, nếu mà coi như là thiếu quần thiếu áo thì cứ tấp vào các cái shopping bên đường. Đúng rồi ạ. Vâng, ở bên Mỹ thì vào chỗ nào cũng có rồi. Cái bình ga mà để nấu ăn đó thì em có mua lại chưa, hay là có tìm chỗ nào mua được bình ga nấu ăn đó không? Dạ, cái bình đó là trong Walmart có bán ạ. Em thì cũng chưa dùng hết nên là chưa cần ạ. Tốt lắm. Đó là những thông tin rất là hữu dụng cho những ai nghĩ đến việc là đi xuyên nước Mỹ, hoặc là những hành trình gọi là đi phượt với gia đình để trải nghiệm những cái buổi gọi là nấu ăn ngoài đường và ngủ ở trong rừng. Nói tóm lại là cảm ơn các bạn có một cái thời giờ phải nói là rất thú vị cho ngày hôm nay, buổi có thể là gọi là cập nhật trên sóng trực tuyến đầu tiên của chiếc VinFast VF8 lần đầu đi vòng quanh nước Mỹ. Andrew rất là ấn tượng và tiếp tục kính chúc các bạn một hành trình đi thật là rất là vui. Vẫn còn sáng lắm, đừng có lo, cứ thoải mái, không cần mở đèn lên đâu. Nhiều khi mở đèn lên nó mới khó, tại vì đèn nó là sau lưng mọi người mà. Cho nên là cứ tiếp tục đứng lại đi. Mình hỏi một vài câu nữa rồi nghe một vài câu từ khán giả. Các bạn hả? Không cần phải đèn, tại vì đèn nó phía sau mà, nó đâu có sáng được. Nhưng mà bây giờ này thì vẫn còn sáng chán mà. Xin đứng ngang hông những nhà tài trợ để cho những nhà tài trợ có thêm một vài giây phút quảng cáo. Đó. Thì cái câu hỏi tới của mình với mọi người nha, mọi người đứng vào lại đi. Dạ vâng, đây, vào đây chị ơi, vào đây. Trong đó, anh hỏi đi ạ. Không có nhìn thấy Thịnh. Ok rồi. Đây, rồi. Trong suốt cái đoạn đường vừa qua đó thì chẳng những là đi gọi là đi đi vòng quanh nước Mỹ mà còn là đi bằng một cái chiếc xe có thể nói là một cái thương hiệu chắc là lạ so với nhiều người ở trên đường họ nhìn thấy. Thì mọi người có gặp gỡ người Mỹ hay là người Việt mà khi mà họ thấy cái đoàn đi như vậy thì họ có gặp gỡ và có trò chuyện với ai đó hay không? Dạ, trong quá trình đi bọn em gặp rất nhiều người Mỹ, họ quan tâm, họ nhìn lên xe, họ ngạc nhiên và họ có những cái nhận xét rất là tích cực. Và có một cái câu chuyện là em gặp một bọn em dừng ở một cái bãi biển, một cái campsite để định nấu ăn ở đấy, thì gặp một thấy một có một bác người Mỹ già, năm nay khoảng 70 mấy tuổi á. Bác là luật sư mới nghỉ hưu. Bác ấy thấy xe VinFast của mình từ xa thì bác ấy chạy bác ấy tới, bác ấy xem và bác ấy chụp ảnh. Sau đó là ngồi nói chuyện một lúc, bác ấy biết mình là người Việt Nam, bác ấy chạy về nhà khoảng 30 phút sau nhỉ. 30 phút sau bác ấy quay lại. Bác ấy tặng cho bọn em một cái quyển sách là cái bìa của quyển sách dịch nôm na ra là cuộc tranh cãi không hồi kết về cái đi tìm câu trả lời cho những sai lầm
chiến tranh Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng McNamara. Thì bác ấy, khi mà bác ấy tặng quyển sách cho bọn em, bác ấy khóc, bác ấy xúc động, bác ấy khóc mà bác ấy nói xin lỗi về cái việc chiến tranh. Đấy, nó rất là xúc động và bác ấy tặng quyển sách đấy. Em thì chưa đọc được cái quyển sách đấy vì nó trình độ em chưa đủ để dịch quyển sách đấy. Chắc là có lẽ em sẽ phải nhờ anh Andrew dịch, nhờ đem về cho anh Andrew xem. Cái clip rất là xúc động đấy, bác ấy tặng sách cho bác ấy khóc. Thì đấy là một câu chuyện cảm động trên đường. Ngoài ra thì còn rất nhiều câu chuyện khác ở trên đường có thể chi kể cho mọi người. Dạ. Thì mỗi lần mà đi sạc pin xe thì gặp những người Mỹ thì họ cũng chạy xe điện, họ tới, họ vui nhất là có một người là đi ngang thì thấy chiếc xe thì họ search trên mạng là họ coi xe này xe gì. Rồi họ tới họ nói chuyện với mình, họ nói trời xe này là xe Việt Nam, rồi nó ủa sao ông biết. Thì nói chung là họ nói rất là tốt về xe điện của VinFast. Mình rất là vui khi mà họ khen xe mình đẹp, rồi nói chuyện về những cái điều mà rất là nhiều điều, nhiều niềm vui lắm. Cho nên là em thật sự là hạnh phúc khi mà đi chơi mà gặp được những người như khen xe mình đẹp. Mình có thêm động lực, mình tiếp tục cuộc hành trình. Khi mà họ thấy xe họ rất là ngạc nhiên và họ khen cái design này nó khác xe điện khác, họ nhìn xe điện nó cái nào giống cái nào khác nhau hết, nhưng mà cái này là nó different, nó khác hoàn toàn. Họ rất thích, họ bày tỏ những cái coi như là cái sự yêu thích về của cái xe. Khi mà mình nghe được những cái điều người ta nói, người Mỹ nói về cái xe điện của Việt Nam sản xuất thì mình cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc, rất là tự hào. Vì có một cái xe điện Việt Nam mà lăn bánh trên nước Mỹ, đi coi như là một đoạn đường rất là xa, 2.000 và đi đến đâu, đến trạm sạc điện nào thì họ cũng đều nhiều người đến, họ đến với mình, tự động họ đến với mình, họ nói chuyện, họ hỏi về cái xe điện của mình, thì điều đó thật là tuyệt vời. Không, đặc biệt là họ thấy cái First Vietnamese EV Tour đó, thì đó đi là đúng rồi. Họ thấy mình đã mới đồng chữ trên xe này, họ có đến họ cũng chúc mừng, họ bảo là chúc đi thành công rồi, họ gửi lời chúc. Còn như rất là ấn tượng nha, rất là ấn tượng. Ngoài những người mà gọi là có thể nói rằng xem nào, anh đang nói gì ạ? Dạ, ngoài những người mà gọi là gặp ngẫu nhiên trên đường như vậy đó, thì bây giờ đây thì người Việt, cộng đồng người Việt thì đã sống coi như là không có tiểu bang nào mà không có người Việt cả. Có lẽ là cũng sẽ có những người mà muốn gọi là gặp gỡ với lại mọi người trên đoạn đường đi đó, thì có thể là họ sẽ đón lỏng và gọi điện thoại nói chuyện đó. Thì là làm sao mà có thể gọi là hẹn được mọi người qua cái số điện thoại như thế nào, để có thể mà tới nơi nào thì mọi người có thể gọi là hẹn để mà gặp gỡ nhau, uống ly cà phê, kể lại câu chuyện của đoạn đường. Thì có cái nào để mọi người liên lạc không? Dạ, hành trình của em thì em cũng có cập nhật thường xuyên trên YouTube và Facebook. Thì mọi người có thể, nếu mà có các bạn khán giả hoặc là những anh chị em, cô nào mà có thể là muốn ngồi cà phê hay là nói chuyện thì em rất sẵn sàng, rất vui ạ. Đấy, thì có thể liên hệ theo số điện thoại của em, đó là số 812-366-6666 ạ. Đấy, thì đấy, số của em nó cũng dễ nhớ, thì có thể liên hệ nhắn tin qua số đó cho em. Có vẻ trời về, càng về tối thì trời càng lạnh, thì cho nên là thôi thì anh Andrew đọc vài cái câu của khán giả với mọi người, tương tác với mọi người trước khi phải để cho mọi người nghỉ ngơi tiếp, đỡ lạnh. Rồi chúng ta sẽ còn cập nhật dài trong những ngày tới. Vâng, dạ. Các bạn nghe nha. Có một bạn Hùng Nguyễn nói rằng là cảm động thật. Chúc ngày mới vui vẻ. Đến từ bạn Hùng Nguyễn. Vâng, xin cảm ơn bạn Hùng rất nhiều ạ. Bạn Hữu Hiếu Trần nói rằng vào rừng nấu ăn không sợ cháy rừng sao? Phải ăn cơm vắt gói lá chuối ngon cực. Bọn em làm cũng sẽ cẩn thận thôi, không để xảy ra cháy rừng ạ. Những cái chỗ đấy nó đều là những chỗ mà người ta cho phép để picnic, thì họ đều có là những cái khu đấy họ cho phép picnic, cho phép cắm trại rồi nấu ăn, họ có cho phép ạ. Những cái bán khu đấy đều được phép.
Bạn Rita Trần mới vừa text vào nói rằng là các bạn có dự định sẽ đi những chuyến đi như vậy trong một vài năm tới không? Hay chỉ một lần này rồi thôi? Chuyến này thì em mới chỉ là đi các bang phía ngoài, những cái bang miền Trung hay là Alaska rồi Hawaii em chưa đi, cho nên là khả năng em nghĩ là đây chưa phải là lần cuối, sẽ còn nữa, nhưng mà khi nào thì em cũng chưa chắc chắn, bởi vì em cũng còn đi về thì xong cũng còn phải bận công việc rồi nhiều thứ khác chứ không rảnh là suốt ngày đi được ạ. À. Em cố gắng thời gian này em rảnh, vậy thì có một chút thời gian thì em sắp xếp được thì em đi thôi. À. Em sẽ cố gắng ạ. Bạn Triệu Quang Đông, anh 63 tuổi, nhờ chú Lân Andrew nhắn cho Bầu Thịnh hãy mang theo giá trị văn hóa Lạc Hồng đến với các sắc dân mà các bạn giao lưu. Chúc Thịnh có chuyến đi thành công. Không biết là giá trị văn hóa Lạc Hồng nào Thịnh đang có trong người ạ? Thực ra thì em cũng không biết là phải nói thế nào cả. Nhưng mà bọn em đi này thì nếu mà có gặp những cái người Mỹ hoặc gặp những cái người khác, sắc dân khác mà họ, bọn em cũng có thể là chỉ biết là truyền tải được những cái gì mà mình có thể có thôi. Chẳng hạn như ví dụ cái chuyện hôm vừa rồi nói chuyện với cái bác người Mỹ đó, thì bọn em cũng mời bác ấy ăn thì để thưởng thức các cái món ăn Việt Nam do bọn em nấu. Thì đấy, em nghĩ đấy cũng là một trong những cái mà bọn em muốn truyền tải đến những người Mỹ cái ẩm thực của Việt Nam. Bởi vì anh biết rồi, ẩm thực Việt Nam thực ra rất là phong phú và ngon. Nhiều người Mỹ hay những người nước ngoài sang Việt Nam du lịch mà các bạn nói là bị lạc vào các ma trận ẩm thực Việt Nam mà không muốn về. Thì mặc dù em nấu ăn thì không ngon đâu, nhưng mà những cái có hai chị này, có chị đây này rồi đấy, thì đấy, ẩm thực cũng là một trong những cái mà mình có thể giới thiệu được đến người khác, mọi người. Ừ. Cảm ơn Thịnh. Anh có một lời đề nghị nhỏ, không biết là các bạn thực hiện được hay không, đó là nếu các bạn có thể thì hãy Google và tìm ra những cái trung tâm hoặc là những cái cộng đồng nhỏ nhỏ của người Việt Nam mình ở mỗi tiểu bang. Ví dụ như ở Phú Lộc Thọ thì mình có Bosa quận Cam đúng không? Thì nghĩ rằng ở trên Washington State cũng sẽ có những cái khu chợ Việt Nam. Nếu các bạn đánh vào trong đó tìm chợ Việt Nam, vào chợ Việt Nam để xem thử là những người Việt Nam ở những tiểu bang ngoài đó khi họ thấy xe VinFast thì họ phát biểu và cảm nhận như thế nào. Nếu làm được cái chuyện đó thì sẽ rất là hay đấy. Dạ vâng, thì thực ra thì quá trình bọn em đi thì em thì cũng không thích ăn đồ của Mỹ lắm, thì em cũng rất thích ăn đồ Việt, mà mình cũng muốn đến để ủng hộ cho những người Việt, cho nên là hầu hết đến chỗ nào thì bọn em cũng tìm cái nhà hàng Việt để bọn em ăn. Đấy, như hôm trước kể chuyện này, có một cái nhà hàng là tên là Phở Hà Nội ở trên Lake Tahoe, mà em đến đấy bọn em ăn thì bọn em nghĩ là đấy là quán của người Việt, nên là bọn em cũng vào ủng hộ, nhưng mà ăn xong thì mới biết là đấy là quán đấy là của một anh chàng người Mỹ trắng 26 tuổi, anh ấy sang Việt Nam, anh ấy học phở 2 năm, anh về về anh mở một quán phở đấy tên là Phở Hà Nội. Quán đấy không có một người Việt Nam nào làm việc trong quán, mà chủ quán thì là người Mỹ. Đó, thì nên anh đấy, nên là, và anh ấy nhìn thấy cái xe VinFast, anh ấy cũng rất là ngạc nhiên, là anh thấy có cái xe đẹp thế mà đỗ ngoài, anh không biết, đầu tiên anh không bảo, không biết là cái xe gì, hóa ra là xe của Việt Nam, mà anh chỉ biết là cái xe đấy nhìn thấy rất là đẹp, nhưng anh không biết đấy xe gì. Đấy thì đấy là những cái câu chuyện mà em cũng muốn là đi đến những cái cửa hàng hay là đến những cái nhà hàng của người Việt đấy, để một là mình ăn ủng hộ, hai là cũng muốn để người Việt mình thấy là chiếc xe của Việt Nam mình lăn bánh được trên đất Mỹ. Và một trong những cách hay nhất để cắm cờ tại những nơi em đi qua đó là hãy đậu chiếc xe em trước cái tiệm đó và chụp hình và tặng cho cái tiệm với cái hình của em. Dạ. Mấy hôm rồi cũng mải chơi quá anh ạ, chưa có dịp làm những cái việc đấy, và có thể là em sẽ cố gắng trong hành trình tới thì sẽ là đến những cái địa điểm như vậy để em chụp ảnh, để là như anh nói, nếu làm thì em sẽ làm. Vâng. Nói chung là tụi em cố gắng cho những câu tiếp theo hoặc là những câu kết để chúng ta có thể cho các bạn đi vào bên trong, chắc là lạnh lắm rồi. Anh Andrew gọi là ở nhà tưởng tượng ra nhiều câu chuyện rất là hay, cho nên là mọi người phải để ý. Thế thì bây giờ là bên đó là mấy giờ rồi nhỉ? Vẫn bằng giờ Cali ạ. Giống giờ mình. À, giống giờ Cali. Chắc là chưa ăn tối. Tối nay thì mọi người ăn cái gì và ăn ở đâu? Tối nay thì bây giờ sau khi nói chuyện với anh xong thì tụi em sẽ đi vô phi trường đón hai người bạn. À. Xong là sẽ đi ăn nhà hàng.
Tôi đây ở khách sạn Hilton. Trời ơi. Ở khách sạn 5 sao. Không nhất thiết lúc nào cũng ở ngoài xe đúng không? Đúng rồi anh ạ. Ngày xe à, tụi em trải nghiệm được 2 đêm thôi ạ. Nói vậy mới nhớ à, cái vấn đề mà ngủ, có bao giờ ngủ trên cái lều? Có bao giờ ngủ trên cái lều của có mình chưa? Có rồi. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì anh. Hoàn toàn là thoải mái luôn, nó rất là thoải mái mà ngủ rất ngon luôn, em ngủ một mạch tận sáng mới tỉnh. Coi như là cái đủ, có đủ ấm khi mà ngủ ở bên ngoài trời mấy cái khu mà rest area như vậy không? Những cái khu vực em đi rồi đi qua thì thấy vẫn ổn, nhưng mà có thể sắp tới những cái bang phía Bắc này nó lạnh hơn thì em chưa biết, nhưng mà nếu lạnh quá thì em sẽ chui vào xe em ngủ hoặc là em kiếm khách sạn em ngủ, thì cái đấy an toàn vẫn là trên hết anh ạ. Mọi người mình đi chơi vui là chính nhưng an toàn là trên hết, nên là em sẽ không để những cái rủi ro khi mà mình vì cái thời tiết lạnh quá như nào mà để mình mất ngủ, không làm việc, không lạnh quá mình không chịu được thì em sẽ không để chuyện đấy xảy ra. Hoặc là nó có một số những cái loại túi ngủ mà có thể cắm điện vào, như là có túi ngủ hôm trước anh Andu có đi mua cùng em túi ngủ rồi, mà cắm điện vào thì nó cũng ấm như là ở nhà. Vâng hay quá. Thì em cũng muốn chia sẻ là khi mà hai vợ chồng em á thì ngủ trên xe, ở trong xe luôn, thì em mua một cái air mattress là cái nệm hơi đó, thì em bơm lên em để phía sau để chế độ cam mode và em để khoảng 78 độ trong xe thì rất là ấm và em không có hé cửa xe luôn, ngủ rất là ngon luôn mà rộng rãi nữa, cho nên là em thấy là sau một đêm ngủ thì dậy thì pin chỉ có tốn 5% thôi, và nếu mà em sạc pin những cái điện thoại như giống như là em sạc 3 cái điện thoại là cục pin dự phòng, 2 cục pin dự phòng, sạc đủ thứ trên xe luôn á, sạc đủ thứ coi như là ổ cắm nào mình cũng cắm vô sạc 8% pin cho cả đêm luôn, thì em thấy cũng rất là ít, không có tốn nhiều pin. À, Chi vừa mới đề cập tới cái chế độ campus trong xe đó, tức là cái chế độ cắm trại đó. Campus. Thì cái đó là nó có cái tác dụng gì? À, cái tác dụng là giống như là điều hòa khí ở trong xe, em không cần phải hé cửa xuống, nó giống như là khí hậu ở trong nhà mình vậy á. Thì rất là thoải mái, không có bị lạnh hoặc là bị nóng hoặc là bị thiếu nghẹt thở, thiếu hơi. Cái chế độ campus đấy là thứ nhất là điều hòa nó vẫn chạy. Anh Lân ạ. Điều hòa nó, hệ thống điều hòa nó vẫn hoạt động. Anh vẫn khóa cửa, bình thường là anh nếu mà anh không bật chế độ cam mode mà anh ra anh khóa cửa xe thì là nó sẽ tắt, nó off xe đi đúng không ạ? Thì anh bật chế độ cam mode lên thì điều hòa vẫn chạy, các cái cổng sạc trong xe điện nó vẫn có để anh sạc pin, anh làm gì đấy nó vẫn có, nó không tắt. Và cái đấy một số cái khác, chế độ khác mà làm cho xe của mình nó vẫn đang, nó không bị off đi ạ. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là các bạn rất là nhiều. Chắc là phải để các bạn đi đón người và cũng như là đi enjoy một cái bữa ăn tối thật là ấm cúng, ngon lành với nhau. Chắc chắn là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi các cái kênh như là Bầu Thịnh Vlog, rồi Chi Đẹp Cali, nên nhớ và nên rất trân trọng những cái đoạn phim mà mọi người đưa tới cho mọi người xem. Như là chúng ta biết đó là ban ngày thì chạy cả ngày, ban đêm còn chưa được ngủ mà phải tiếp tục dựng và up lên. Tôi rất hiểu những cái hoàn cảnh như vậy, cho nên rất thấu hiểu và thông cảm những cái điều đó. Mọi người hãy giải thích thêm cho các bạn ạ. Ban ngày chạy nhưng mà không phải là chạy đi theo cái đến hành trình mình chơi để vòng quanh nước Mỹ, mà ban ngày là chạy đi chơi, còn buổi chiều mới bắt đầu mà mới đi đến các cái điểm mới ở trên hành trình ạ. Đúng rồi, và như vậy thì mời anh Andrew có lời nào với mọi người hay không? Rồi, Andrew cũng chỉ mong là các bạn có một hành trình thật sự đáng nhớ và đầy kỷ niệm, không những là chỉ riêng mình, nhưng mà kỷ niệm này nó bao gồm luôn cả cái quyết định táo bạo của các bạn khi các bạn nghĩ rằng mình là người Việt Nam, ủng hộ hàng Việt Nam và đem chiếc xe Việt Nam đầu tiên trên thế giới vòng quanh một đất nước rộng lớn như thế này mà nghĩ rằng là nó sẽ đạt được một kết quả cuối cùng như các bạn nghĩ, thì không có thể gì mà được táo bạo hơn cái chuyện đó.
Cho nên Andrew cũng mong rằng là các bạn sẽ có hành trình rất là tốt và hẹn gặp Thịnh cũng như anh Lân ở trong một chuyến đi không báo trước. Mời quý khán thính giả tiếp tục đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và xem thử rằng là anh Lân và Andrew cũng như Thịnh sẽ gặp nhau ở địa điểm nào để cùng sẽ có những trải nghiệm thú vị tiếp theo trong cái hành trình VF8 vòng quanh nước Mỹ. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình của Góc Nhìn Andrew Lê ngày hôm nay, với chương trình cập nhật đặc biệt với Bầu Thịnh Vlog và các bạn Chi Lâm và bạn Hậu. Chúc quý khán giả một đêm ngon giấc, một ngày làm việc thật là đầy năng lượng, và chúc cho tất cả chúng ta đều có những lời yêu thương trao nhau, những sự tốt đẹp trong cuộc đời này. Rất có rất nhiều cơ hội để các bạn trao cho nhau, cho nên là những lời nói không tốn tiền mua, lựa lời mà nói cho thật là nhiều yêu thương. Cảm ơn các bạn nhiều và hẹn gặp lại trong cảm ơn anh Andrew, cảm ơn anh Lân, và xin cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các cái chương trình cập nhật lần tới của kênh Formosa TV và kênh Bầu Thịnh Vlog cũng như kênh của Chị Đẹp Cali. Xin chào các anh ạ. Xin chào, bye bye. Tôi tự hào tôi là người Việt Nam.